Chiều ngày 6 tháng 1 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2022 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, nhiệm vụ giải pháp năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ tháng 1 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư huyện ủy, huy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện, lãnh đạo một số phòng ban ngành của huyện. Năm 2021, nhất là những tháng cuối năm, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến đời sống nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của huyện. Tuy nhiên, với sự quan tâm quyết liệt, lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm huyện đã thực hiện đạt 17 trên 18 chỉ tiêu thành phố giao, đạt 10 trên 10 chỉ tiêu huyện ủy, hội đồng nhân dân huyện giao. Trong đó, tổng giá trị sản xuất các ngành thực hiện đạt gần 35.000 tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch, tăng trên 17% so với năm 2020. Tổng đầu tư xã hội thực hiện gần 12.000 tỷ đồng, đạt gần 113% kế hoạch, tăng trên 150% so với năm 2020. Cấp 1.350 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu, đạt gần 113% kế hoạch, huyện tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó đã bầu đủ số đại biểu theo quy định. Trong năm 2021, huyện đã tiến hành khởi công, hoàn thành 111 dự án công trình trong kế hoạch đầu tư công, trong đó có 98 công trình quyết định đầu tư năm 2020 và 11 công trình quyết định đầu tư năm 2021. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, triển khai đồng bộ, công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, huyện tăng cường triển khai thực hiện đề án thành lập thành phố Thủy Nguyên trực thuộc thành phố Hải Phòng. Huyện đã thành lập ban chỉ đạo và đã đang triển khai thực hiện các bước quy trình để đưa huyện Thủy Nguyên trở thành thành phố theo kế hoạch đã đề ra. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện đã đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, cơ bản hoàn thành hai xã nông thôn mới kiểu mẫu tại Sa Minh, xã Đức. Đồng thời đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại năm xã gồm Liên Khê, Lưu Kiếm, Kênh Giang, Hòa Bình và Thủy Đường đảm bảo cơ bản hoàn thành 18 công trình giao thông trước Tết Nguyên đán 2022. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện được triển khai quyết liệt. Đến nay, toàn huyện đã có trên 2.000 ca F0, đã điều trị khỏi trên 700 ca F0, số cách ly tại nhà trên 22.000 trường hợp, có 18 xã ở nguy cơ rất cao. Các F0 hiện đang được điều trị tại cơ sở Quảng Thanh, phân viện Minh Đức thuộc Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên và điều trị tại nhà đối với những trường hợp đủ điều kiện theo phương án 9491 của thành phố. Thực hiện chủ đề năm 2021 của huyện là tập trung giải phóng mặt bằng, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, được các cấp các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả. Nhiều dự án trọng điểm của thành phố được tập trung chỉ đạo, từng bước tháo gỡ nốt thắt về công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thi công cho các nhà thầu, các dự án hạ tầng trọng điểm được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh triển khai tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Trong phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 1 và các hoạt động mừng Đảng đón xuân mới. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ như tập trung giải phóng mặt bằng, tăng thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và công tác giữ gìn an ninh trật tự và tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đối với gia đình chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Phó Bí thư huyện ủy, Huy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các ngành, phòng ban, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2021 đồng chí mong muốn các phòng ban đơn vị tiếp tục đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn cùng tập thể hoàn thành nhiệm vụ năm 2022. Trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân huyện đề nghị ra soát lại tất cả các nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị, từ đó đăng ký chương trình công tác, cụ thể hóa chương trình hành động của năm, tập trung chỉ đạo nhân dân chuẩn bị các điều kiện gieo cấy lúa chiêm xuân đảm bảo thời vụ, tăng cường công tác thu ngân sách đảm bảo cho công tác chi kiểm tra giả soát các hoạt động thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán, giữ vững tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang triển khai, chú trọng cải cách hành chính, tiếp tục làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, chuẩn bị tốt công tác phục vụ Tết Nguyên đán, đảm bảo ổn định thị trường an sinh xã hội, tăng cường các hoạt động quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa tập trung cao điểm cho công tác thông tin tuyên truyền, chỉnh trang lại cảnh quan, đặc biệt tập trung cho các công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo an toàn, tạo khí thế phấn khởi, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 và đón chào năm mới nhâm dần 2022 vui vẻ, an toàn, tiết kiệm.